Cảm ơn bạn đã ấn xem kênh của Mạn Trà. Ngày hôm nay, bạn có muốn biết những bí mật khiến phụ nữ yêu mến và theo đuổi bạn hay không? Hầu hết đàn ông không biết họ đang làm gì khi tán tỉnh phụ nữ, nên phụ nữ trở nên rất giỏi trong việc từ chối đàn ông một cách không thương tiếc. Những anh chàng thuộc thiểu số còn lại quý hiếm hơn và do đó rất gợi cảm trong mắt phụ nữ. Với phụ nữ, những anh chàng này đáng để mạo hiểm đến tan nát cả cõi lòng. Vậy thì bạn đã sẵn sàng để đến với nghệ thuật khiến phụ nữ khao khát và theo đuổi bạn hay chưa? Nếu câu trả lời là có, thì hãy cùng bắt đầu ngay bây giờ các bạn nhé. Điều số 1. Thân là cây ngô đồng thì Phượng Hoàng mới đậu vào. Bạn nghĩ rằng tại sao phụ nữ phải trải qua tất cả những rắc rối khi chọn những bộ quần áo gợi cảm, làm tóc, trang điểm, tô son, v.v. Họ muốn thu hút sự chú ý của một người đàn ông đáng mơ ước và chất lượng cao. Nó đơn giản là như vậy, và việc của bạn chính là trở thành người đàn ông mạnh mẽ, tử tế, đàng hoàng và đáng mơ ước đó. Bạn nên dành rất nhiều thời gian trong cuộc sống để biến bản thân mình thành cây ngô đồng, thành phượng hoàng chứ không phải thành ngọn cỏ ven đường hay thành một con quạ đen xấu xí và ủ rột. Không ngừng than khóc rằng tại sao phụ nữ không chú ý đến mình, bạn không nên sống dưới mức tiềm năng của bạn. Và sau đó thì mọi thứ sẽ trở nên tự động dễ dàng đối với bạn. Một người đàn ông quyến rũ là người tập trung vào mục đích sống và sứ mệnh của mình. Đó là điều tiên quyết, điều trước tiên và điều trên hết, bởi vì bạn đang đi theo đúng với cốt lõi năng lượng nam tính của bạn. Khi bạn tập trung theo cách đó, phụ nữ là một bổ sung cho cuộc sống vốn đã tuyệt vời của bạn. Bạn không cần phụ nữ để có thể hít thở một cách dễ dàng, nhưng bạn muốn một người phụ nữ đồng hành để cả hai có thể chia sẻ sự trọn vẹn và tuyệt vời của hai bạn với nhau. Bạn không chỉ là một cậu bé mới lớn, bạn là người đã vượt qua những thử thách để tôi luyện bản lĩnh, ý chí và nghị lực của mình. Khi ấy, bạn xuất hiện như một hiện tượng và làm cho cô gái cảm thấy ngưỡng mộ. Những người đàn ông kém hấp dẫn thì lại khác. Họ không biết gì hơn ngoài việc ép buộc quá nhiều sự tương tác. Họ luôn cần phụ nữ để xoa dịu và an ủi. Họ tìm kiếm sự phê duyệt và đồng ý từ người phụ nữ, bởi vì từ sâu thẳm bên trong, họ không tin rằng họ xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Người đàn ông hấp dẫn biết mình xứng đáng với tình yêu và làm cho người phụ nữ cảm thấy đủ an toàn và thoải mái để tự nguyện đi theo anh ấy. Trong quá trình tán tỉnh, cô ấy cũng muốn giữ chân anh chàng, bởi vì bản năng bẩm sinh của cô gái là kết nối và cởi mở để đón nhận tình yêu từ một người đàn ông, người đã thể hiện qua hành động của mình rằng anh ấy xứng đáng để cô ấy giao phó trái tim của mình. Điều số 2, có lòng tự trọng và sự chọn lọc. Nhiều đàn ông nghĩ rằng để phụ nữ khao khát, anh ấy phải có ngoại hình đẹp như Brad Pitt, tiền bạc nhiều như Bill Gates hay tài năng giỏi như Elon Musk. Nhưng thật ra, đó chỉ là những điều phụ nữ ao ước nhưng chưa chắc đã là thứ khiến phụ nữ mê mẩn bạn. Để phụ nữ khao khát, anh ấy cần có lòng tự trọng và sự chọn lọc trong tình yêu. Điều này cho thấy anh ấy tự tin, không ngu dốt, biết quý trọng bản thân và biết mình cần gì, muốn gì, thậm chí trước cả khi anh ấy bước vào một mối quan hệ. Anh ấy không ngần ngại trung thực một cách hoàn toàn về bản thân mình và coi cô gái như một người cộng sự tiềm năng, bình đẳng chứ không phải như cấp trên của mình, bởi vì thật sự cô gái không phải là cấp trên của bạn. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng nên có những tiêu chuẩn, lòng tự trọng và sự chọn lọc, bởi vì nếu không như vậy, bản thân bạn chẳng khác gì một cái giếng giữa đường cho phép những kẻ phàm tục qua lại vấy bẩn và rửa chân. Một người đàn ông không có ranh giới và lòng tự trọng, dù giàu có cũng như đang mặc quần thủng đít, hay dù đẹp trai cũng như bị sún răng, tức là chẳng còn một chút hấp dẫn nào cả. Chỉ khi bạn có lòng tự trọng, có tiêu chuẩn và sự chọn lọc, bạn mới không dễ dàng bị lóa mắt theo những người phụ nữ xinh đẹp nhưng tính cách thì hết hồn, mà sẽ chú ý đến những người phụ nữ có vẻ ngoài và nội tâm hài hòa mát mẻ. Khi đàn ông có lòng tự trọng và sự chọn lọc, anh ấy sẽ không để mình rơi vào những mối quan hệ đầy rắc rối và đau khổ, mà sẽ tìm kiếm những mối quan hệ lành mạnh và hạnh phúc cho cả hai người.
Điều số 3, không bị điều khiển bởi sự sợ hãi. Đa số đàn ông đều quá nhiệt tình với những người phụ nữ mà họ có mức độ quan tâm cao. Họ cố gắng làm mọi thứ quá nhiều khi còn quá sớm. Điều này khiến cho họ trở nên mềm nhũn, yếu ớt và thèm thuồng. Sở dĩ có điều này là do anh ta bị chi phối bởi nỗi sợ hãi. Những người đàn ông yếu đuối và thèm thuồng sẽ theo đuổi phụ nữ như một con kiến chạy theo cục đường, trở thành những kẻ rình rập, theo dõi không ngớt, những người bạn trai ghen tuông và quái đản. Những người đàn ông kiểu này sẽ làm mất cảm giác thoải mái và an toàn của phụ nữ. Anh ta thường có thể làm những điều phi lý khi họ quá yêu quý bất cứ người phụ nữ nào. Vì vậy, phụ nữ sẽ có xu hướng trốn anh ta như trốn tà. Điều số 4. Thoải mái cho phép phụ nữ đến và đi tùy thích. Một người đàn ông tự tin không bám víu vào phụ nữ, anh ấy cảm thấy thoải mái với bản thân và cho phép phụ nữ đến hay đi tùy thích. Điều này khiến phụ nữ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở bên anh ấy. Anh ấy không bao giờ cố gắng ép buộc mọi thứ với người phụ nữ, bởi vì anh ấy muốn tìm thấy một người phụ nữ yêu anh ấy tự nguyện. Và khi họ không cảm thấy như vậy, anh ấy sẽ không buồn mà coi đó là sự mất mát của họ. Và anh ấy thật sự cảm thấy như vậy. Anh ấy muốn dành thời gian của mình với những người phụ nữ muốn ở bên anh ấy. Anh ấy đi theo con đường ít kháng cự nhất. Tại sao phải cố giữ một người không muốn giữ bạn? Tại sao phải chạy bỏ hơi tai theo phụ nữ nếu như họ không muốn cởi mở với mình, trong khi hoàn toàn có thể là con người thật của mình, sống vui vẻ, lạc quan và có mục đích? Anh ấy biết rằng những người phụ nữ thích anh ấy sẽ bật đèn xanh cho anh ấy biết. Khi có một người phụ nữ tuyệt vời, cuốn hút xuất hiện trong cuộc sống của anh ấy sẽ chú ý và bày tỏ sự say mê của mình. Nếu cô ấy cũng thấy anh ấy hấp dẫn, cô ấy sẽ thể hiện cho anh ấy biết cô ấy muốn sự xuất hiện của anh ấy ở xung quanh. Khi bạn bước đi trên hành trình của mình, một thiên thần sẽ đột ngột nhảy vào thế giới của bạn. Khi bạn đủ tự tin và thoải mái, hãy nói với cô ấy điều bạn thật sự thích ở cô ấy như một biểu hiện chân thực cho trái tim nam tính của bạn. Nó có thể chỉ đơn giản là: anh thấy em rất xinh đẹp và quyến rũ, anh rất thích nụ cười rạng rỡ của em. Một lời thừa nhận về vẻ đẹp của cô ấy được đưa ra mà không có bất cứ sự kỳ vọng nào cả. Đó chính là một món quà từ tận đáy lòng của bạn mà không mong hòng nhận lại bất cứ điều gì. Không có thủ thuật nào ở đây cả. Nếu bạn thích một cô gái thì hãy tôn vinh vẻ đẹp của cô ấy và mời cô ấy đi chơi ở bên ngoài. Cô ấy có thể từ chối bạn hoặc không, nhưng điều quan trọng là bạn tạo ra một môi trường thoải mái để cô ấy tùy ý lựa chọn việc có đáp lại bạn hay không, nếu như sự hấp dẫn là từ cả hai chiều. Phụ nữ cảm thấy mối quan hệ với một người đàn ông như thế thật dễ dàng và họ thì giống như một nữ thần không bị ràng buộc. Sau khi bạn đã làm những điều cần thiết để bày tỏ thiện chí của mình, hãy gác nó qua một bên và tiếp tục cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu cô ấy thích bạn thì cô ấy sẽ ngăn bạn bước đi hoặc sau đó cô ấy sẽ tìm đến với bạn. Điều số 5. Phải hình dung hẹn hò giống như một trò chơi quần vợt. Tư duy này rất quan trọng. Nó giống như việc bạn đánh bóng qua lưới và đợi cô ấy đánh lại. Nếu cô ấy không đánh lại, bạn phải tiếp tục hành trình của mình và chơi với người khác. Khi một người phụ nữ đã tự nguyện gọi điện, nhắn tin với bạn, thì cô ấy sẽ tiếp tục làm như vậy nếu như cô ấy có mức độ quan tâm cao đối với bạn. Khi đó, bạn sẽ tiếp tục cho cô ấy thấy bạn là một người hấp dẫn và xứng đáng thông qua lời nói, hành động và ngôn ngữ cơ thể của mình. Nếu họ bắt đầu đánh hơi thấy bên trong bạn có sự thiếu thốn, đói khát và họ rút lui bằng cách không gọi điện hay nhắn tin nhiều cho bạn nữa, thì bạn phải để cho họ ra đi. Điều này giúp họ có khoảng lặng để suy nghĩ và thắc mắc về bạn khi bạn không ở bên. Họ cần tĩnh lặng ở đó để cảm nhận cảm xúc và tình cảm của họ đối với bạn, cảm nhận sức mạnh của bạn và nâng cao mức độ quan tâm của họ đối với bạn khi họ nhận ra rằng bạn sẽ không đeo bám, thiếu thốn và tuyệt vọng. Điều ấy sẽ khiến cho cô ấy nhận ra rằng cô ấy cần phải bật đèn xanh cho bạn tiến lên nếu như cô ấy quyết định muốn bạn là bạn trai của cô ấy.
cô ấy cũng phải tiến về phía bạn chứ không thể xem bạn là một điều hiển nhiên được. Vì vậy, cô ấy sẽ đánh giá cao nó và đánh giá cao sự hiện diện, thời gian và công sức của bạn. Và đó đã là toàn bộ thông điệp của ngày hôm nay. Đây thật sự là những bí quyết rất hữu ích và hiệu quả trong quá trình hẹn hò và chinh phục phụ nữ. Vì vậy, mình hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng những bí quyết này với một mục đích tốt đẹp. Chúc cho tất cả các bạn nam xem kênh của Mạn Trà may mắn và tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Nếu như các bạn cảm thấy nội dung lần này là hữu ích thì đừng ngần ngại bình luận xuống phía dưới cho mình được biết. Đồng thời, ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh bởi vì mình sẽ còn quay trở lại với rất nhiều những nội dung khác tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.